thưa tất cả quý vị, ai trong chúng ta nói về tình cảm cha mẹ thì cũng rất là thiêng liêng. Một bài hát mở đầu và chúng ta cùng tưởng nhớ đến đấng sinh thành của mình. Và Trịnh Kim Liên cũng xin chia sẻ với những ai chúng ta còn cha còn mẹ, chúng ta hãy vui vì lúc nào cha mẹ cũng ở bên của chúng ta. Và tiếp theo một tiếng hát nữa cũng rất là hay mà quý vị đang chờ đợi. Ngay sau đây sẽ là một bài hát, một bài ca cổ mà người nghệ sĩ này muốn tặng riêng đặc biệt cho anh Quỳnh Thảo. Anh Thảo ơi, dạ, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để đón chào nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên. Dạ, cho phép Cẩm Tiên xin trân trọng kính chào tất cả các anh, các chị, các quan, các quý đến họp mặt trong buổi trưa hôm nay với lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Cẩm Tiên cũng rất là vinh dự đến đây để dùng bữa cơm thân mật gia đình nhân ngày kỷ cơm của ba anh Thảo. Thôi thì là nói đầu tiên kính chúc cho toàn thể cô bác anh chị được giàu sức khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cho phép Cẩm Tiên xin thay mặt cho những người con, anh em của anh Thảo, xin gửi đến người cha kính yêu của mình một bài hát được mang tên Tình Phụ Tử. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Trời
bóng hình của cha. Giờ cho phép Cẩm Tiên xin cảm ơn cũng rất 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 nhiều anh chị em nghệ sĩ. Có lẽ là Cẩm Tiên sẽ để liên tục cho các em biểu diễn. Chút xíu Cẩm Tiên sẽ quay trở lại chương trình nha. Và mong rằng sẽ được đón nhận cùng tất cả những tình cảm thân thương nhất của tất cả các cô chú, các anh chị có mặt trong buổi trưa hôm nay ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ bây giờ là theo lời yêu cầu của anh Quỳnh Thảo và sếp Thái, xin mời tất cả các anh chị nghệ sĩ chúng ta cùng bước lên sân khấu để cùng chụp một mô hình lưu niệm với gia đình của anh Thảo.